OK, là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là 7 cái cần câu. 7 cây cần câu này là 7 cây cần câu lóng dài, hàng carbon nha anh em. Tất cả đều là hàng carbon. Giá cả em sẽ công khai, phí ship thì tầm 30k cho một đơn. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi mà có vấn đề trong quá trình vận chuyển thì anh em vui lòng gỡ về cho em. Rồi. Rồi, đếm vô cái thứ nhất nha mọi người. Đây, đây là một cây hàng đai hoa nha mọi người, hàng đai hoa carbon. Hàng này thì hàng Nhật nha, mới Japan. Đây, đủ thông số, đủ độ. Đó, hàng nội địa Nhật. Made in Japan, không phải là hàng của Taiwan hay Korea sản xuất luôn. Đây, đó. Chiều dài là 3,5 m. 3,6 m chứ. 3,6 m mọi người, chiều dài 3,6 m. Carbon sáng ít. Đó. Hàng tem nội địa luôn. Đó, carbon sáng ít. Nói chung cây này mới tầm khoảng 95%. Nếu anh em kiểm tra không được 95% thì gửi cho em. Đây. Đầu ok. Để em test cắt lóng cho anh xem. Để em test đầu này trước cho em hầm rút ra cho anh em xem. Tất cả đầu thì không test nha. Đầu bu thì đầu bu chống sắn. Đầu quay 360 độ. Đó. Thông số cần là chiều dài 3,6 m, thu gọn 107 cm. Nặng là 60 g, cần khá là nhẹ. Đọt là 0,9 ly. Độ cứng tầm 2H đến 2H gử. Đa phần những cần Nhật đó anh em đều là những cần dạng nó dịu nha anh em, không phải là những cần đánh bạo lực nên độ cứng của đọt đó rất là dịu, có thể sẽ không bằng những cây cần Trung Quốc cần độ cứng cứng. Bây giờ những cần này đa phần là anh em đi đánh cảm giác, đánh chép. Đây, đây là lóng trong của cần. Nói chung thì đa phần cần này đều mới chín mấy phần trăm hết. Nó carbon sắn lóng ngoài thì carbon hai da, ở trong thì carbon sắn quăng. Nó nói chung là cần không lỗi, hàng nguyên zin nguyên kiện. Đó, em tháo lóng ra cho mọi người xem. Nhóc đây nó carbon sắn nguyên zin nguyên cây nha, đọt không tháp. Đó, đọt cũng là đọt carbon sắn. Rồi, đây là cây thứ nhất có giá là 950k nha mọi người. Cây thứ nhất có giá là 950k, một cây cần carbon lóng dài hàng đây qua. Đó, cây nhất 950k. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Đây, cây số 2. Một cây cần này cũng còn khá là mới. Này cây là Ryobi. Độ dài là 5,4 m. Nặng là 100 g, đọt là 0,7 ly, độ cứng tầm 1H gử. Đây cũng là carbon nha mọi người, carbon sắn sắn chìm. Carbon hai da sắn chìm. Cây này đây để em lấy cho anh em coi lóng đầu hết cho hạn chế nó bị tét. Đây các bạn, các cả ok hết. Cây này độ mới tầm khoảng 95%. Đó. Đọt nó là sẽ khá là dịu nha anh em. Đọt nó khá là dịu. Đa phần cần Nhật là vậy hết. Nó đọt khá là dịu. Đó, đọt tầm 1H tới 1H. Cây này nói chung là ngoại hình còn khá là mới. Đó. Tem nội địa nha mọi người, cần có Nhật nha. Đó. Đây em lấy lóng mới cho mọi người xem. Nói chung thì em bán cần thì em sẽ soi kỹ hết cho anh em xem. Nếu anh em ra ngoài á, thấy cần lỗi hoặc không giống như clip em soi á, anh em gửi về cho em. Đó. Đây.
đó, nóng ra đây, carbon sẵn. Càng rồi khá là mới nha mọi người. Nói chung cây này mới tầm khoảng 95%. Carbon sẵn hai da nha. Nói chung thì anh em tháo về ra tháo cần kiểm tra giống em vậy đó. Nếu cần em báo mà không giống như clip thì anh em gửi cho em. Dễ mà. Nếu cần giống thì anh em thanh toán, kiểm tra hàng ký thanh toán. Đó, cây này cũng carbon sẵn hai da nha mọi người. Rồi. Giá công khai 950k, cây số 2. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây bòn sắn. Đó. Đầu nó cũng còn khá là ok. Đây. Cây này là một cây Suzumi. Đó. Gặp bòn sắn, hàng chắc hàng Korea, xuất Nhật. Tem đóng nội địa xuất đi anh em. Đó. Cần này là 4m5. Thu gọn là 108cm, nặng 100g, đọt là 0,6 ly. Độ cứng tầm 1h đến 1h. Một độ cứng tầm 1,5 đến 2h. Đây, đọt ra đây. Đọt khá là dẻo nha mọi người. Đa phần cần Nhật là vậy. Đó. Ít lắm mấy cây thấy những cây độ cứng tầm 3-4h. Các bạn xứng quăng nhau. Cây này mới tầm khoảng 90%. Góc này em lấy cho anh em xem. Đọt thì đầu bu nó sẽ cột cứng ở trên đây. Đây đó. Em soi cho anh em xem. Đó. Còn khá là mới nha. Đó. Đọt đây. Đó. Đọt cũng là đọt carbon sẵn nha anh em. Đọt không tháp. Khá là dẻo. Rồi, cây này có giá công khai luôn. Cây này có giá công khai là 700k nha mọi người. Cây số 3, giá công khai 700k. Đây, cái đọt này nó cột đây là em không có nhét vô luôn. Đó, rút ra. Rồi, cây này có giá là 700k. Cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là một cây NFT, độ dài 3m, thu gọn 87cm, nặng 800g, đọt là 0,7 ly, cứng tầm 2h. Hãng NFT nha mọi người, carbon, hàng carbon con. Đó. Tem sức nội địa. Cây này vẫn là carbon sắn, sắn chìm. Đó, phần cần thì em lấy cho anh em xem hết, kiểm tra hàng ký thanh toán. Anh em có thể bật kêu em chụp hình lại cho anh em xem, kiểm tra hàng. Đó. Đó, cần khá là ok, hàng carbon nha. Đầu không bị lỗi, tất cả trên đây đều không bị lỗi hết. Cần lỗi em nói lỗi. Đó. Hàng carbon luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn. Giá công khai cây này là 500k nha mọi người. Cây carbon 3m. Hàng NFT nha. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây này cây số 5 nha mọi người. Cây số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đó.
cây cần này cần nội địa có tem, nói chung là cây này còn nút nha. Đó. Chiều dài là 4m2, thu gọn là 100cm, nặng 100g, gốc là 23 ly, đọt là 0,7 ly, độ cứng là tầm 2H tới 3, tầm 2H đó, 2H tới 3H. Cái này vẫn là một cây carbon đó. Đó. Nói chung là cây này có bị bạc màu rồi anh em đó. Đây đọt nó thì em tuốt cái đầu ấy ra, cái đầu kia nó ngắn quá để em thay đầu khác cho anh em. Đó. Rồi đây vẫn là cây carbon thằng tay không lỗi nha mọi người, cây này không lỗi. Đó. Đây đầu nó đây nó. Rồi giá công khai vẫn là giá 500k nha mọi người, cây số 5 giá 500k. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 là một cây cần Shimano. Đó, super carbon, siêu carbon Shimano. Nói chung là cây này còn khá là ok, ngoại hình tầm khoảng 80-90%, cần còn nút nha. Cây nào còn nút thì em để còn nút cho anh em, cây nào không còn thì em báo không còn. Đó. Nói chung mấy cây này thì còn khá ok hết, cần đã kiểm tra sơ qua rồi, nói chung không có lỗi gì hết. Cây này có chiều dài là 4m5, thu gọn là 103cm, nặng là 150g, đọt là 0,8 ly, độ cứng là tầm 2H đến 2H rưỡi. Đọt đây đó, tầm 2H đến 2H rưỡi nha mọi người. Cây này cây carbon, carbon này là carbon sắn chìm nha mọi người, carbon găng sắn chìm. Này. Còn khá là ok nha, hàng không lỗi, khắc bằng quăng sáng chìm đó, nó tem nội địa hàng Shimano không lỗi nha mọi người. Để em soi các quan cho. Rồi giá công khai, giá công khai cây này là 650k nha mọi người, cây số 6 không lỗi, không độ không chế. Đó, thằng nào lộ chế thì em báo. Rồi tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 7. Đây cây này sẽ bị tung hư tơ, hư cái đồ quắn cần chỗ này, anh em mua về để màng bo chụp vô là ok. Cây này chiều dài là 5m2, nặng 200g, thu gọn là 100cm, đọt là 1 ly mốt, độ cứng tầm 3H tới 3H rưỡi. Cây này là cây super carbon nha mọi người, cây Shimano đó, carbon vẫn là carbon sáng chìm nha anh em. Đây cây này, đây cây này có một lỗi duy nhất, tất cả các lóng đều ok hết ngoại trừ cái đọt, đọt nó hình như là đọt độ lên rồi, độ cây càng khác nữa rồi đó, tại em thấy nó không giống màu thôi. Cây này là nguyên zin, ở bên kia về sao lại em để vậy luôn. Đây, đó.
để em soi ba đống này trước. Nói chung là còn khá là ok đó. Cái này cái Shimano nha. Ở trên này nó bị xước thôi. Đó. Nói chung là càng không xước không lỗi gì hết, chỉ có cái đọt là độ vậy thôi. Đó. Chỉ có cái đọt bị độ thôi. Đó. Đây đọt nó này, đọt nó tầm từ 3H. Đó. Tất cả cần đều kiểm tra hàng ký thanh toán. Em bán hàng thì em có để số điện thoại ở trên bài. Đó. Rồi. Giá công khai cây này, cây cuối cùng, cây số 7, giá công khai là 500k nha mọi người. Đó, tổng cộng 7 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Anh em mua thì vui lòng một chút. Số cần cộng với số điện thoại em sẽ tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.